Tôi Nam người Mường xin chào tất cả các ông các bà, xin chào tất cả các bà con, cô dì, chú bác trong nước cũng như là đang sinh sống làm việc ở trên các nước bạn. Cũng đã lâu rồi kênh Tôn Nam người Mường cũng bận vì là mới hôm rồi lại được ở trên bộ trung ương ấy để mời lên ở đây đi họp đấy, dòng là để trao những cái phần thưởng như là giấy chứng nhận rồi là những cái cúp vàng rồi là công nhận đấy, bên nhà thuốc Nam là được là một nhà thuốc tiêu biểu ưu tú, cho nên là cũng có mấy các ông các bác là gọi điện đến bảo làm sao mà lâu thế chẳng thấy phát video nào đấy, cũng đăng ký mà chờ mãi rồi cứ gọi điện đến bảo như thế. Cho nên là hôm nay tôi cũng xin có đôi lời để nói với tất cả các ông các bác cũng hết sức thông cảm cho đấy. Thì hôm nay tôi là cũng phải tranh thủ để đi làm cái video đấy, để cho tất cả các ông bà cô dì chú bác của chúng ta để cùng tìm hiểu về một cái loại cây thuốc của người Mường nhé. Đây thì mời tất cả các ông các bà các cô dì chú bác chúng ta hãy cùng tôi tìm hiểu về một cái loại cây thuốc này. Đấy. Đây là một cái cây thuốc của người Mường đã đưa vào sử dụng điều trị bệnh đã từ lâu đời. Đấy. Thì cây này của người Mường ấy, thì có cái tên gọi nó là bằng cây bảy bệnh. Đấy, tôi lại nói lại một lần nữa cho tất cả mọi người ta cùng nghe. Tiếng Mường gọi nó là cây bảy bệnh. Thì dịch ra ở cái tiếng địa phương của chúng tôi đang sinh sống hiện nay. Đấy, gọi bằng tiếng Kinh của nó là cái cây bấy bấy. Cây bấy bấy. Nó là cái tên của cây bấy bấy. Thì ở trong y học cổ truyền phía Nam nước ta thì đã có đặt một cái tên đã từ lâu đời. Đấy, nó là một cái cây ké hoa đào nhé các bác nhé. Cây ké hoa đào. Thì về cái loại cây ké hoa đào này, khu vực phân bố thì nó thường mọc hoang ở khắp nơi trên nước Việt Nam chúng ta. Hầu như là chỗ nào nó cũng có. Tất cả các bờ ruộng, bờ kênh, bờ mương này, hoặc là bờ đường, đấy, đường tàu, bến xe, bất cứ chỗ nào, được, miễn là có đất là nó hay thường mọc nhé. Và nhé, đây về cái loại cây ké hoa đào này. Đấy. Thì nó là thuộc dạng thân thảo cây nhỏ nhé, cây nhỏ chứ không không có cây to. Đấy. Không có cây to. Đấy. Để về tác dụng trị bệnh về cái loại cây ké hoa đào này, đấy thì nó có tác dụng trị bệnh như sau. Đấy, mời các bác này cùng tôi thì tìm hiểu khám phá về cái loại cây ké hoa đào này nhé. Đấy. Tức là tác dụng trị bệnh của nó nhé. Trừ phong lợi thấp mà thanh nhiệt giải độc đó. Đấy, nó có tác dụng một là trong những vị về cái trị cái bệnh phong tê thấp đau lưng nhức mỏi xương khớp. Đấy, một trong những vị nhé các bác nhé. Chúng ta nên nhớ là một trong những vị. Đấy. Và một trong vị thuốc chính, một trong những vị thuốc chính về tác dụng cái loại cây ké hoa đào này, nó là trị về cái bệnh sỏi thận. Đấy, nói chung sỏi thận nói chung nhé, trong những vị này suy thận, sỏi thận này, viêm thận, đấy, tiểu đục, tiểu đỏ, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu da máu. Đấy. Về cái tác dụng trị bệnh của nó là như thế. Đấy, về cái loại cây ké hoa đào này. Đấy. Thì để cái cách nhìn nhận phân biệt nhé về cái loại cây ké hoa đào này, mời tất cả các bà con chúng ta cùng tìm hiểu về cái loại cây ké hoa đào này với tôi. Đây. Tại sao lại có cái tên nó là cái ké hoa đào ở trong Đông y? Đây. Thì đây nhé, mời tất cả mọi người chúng ta quan sát đây, cái hoa của nó nhé. Đấy. Hoa của nó như hoa đào. Cái này nó chưa nở ra đấy, hoa nó như hoa đào, có màu hoa đào nhé, đó thì mới gọi nó cái hoa đào. Đây và đây nữa, đó đây là cái nụ nhé, đây cái nụ của nó đây, ông bà cùng nghe đây nụ nhé, tức là nó nở ra ở đây thì là không có cái hoa nào nở ra, tôi lại quay cho các bác cùng xem nhé. Nó nở ra nó y như cái cánh hoa đào luôn các bác nhé, đấy. Nó chẳng khác gì cái cánh hoa đào thế nào đấy, thế mới gọi nó là cái tên ké hoa đào đó. Qua quá trình nó nở hoa nụ này, đấy, ở đây là nụ này, nụ nhé. Rồi, xong ra hoa nở hoa nó tàn thì nó trở thành một cái quả như thế này.
Thì cái quả này tôi sẽ lấy cho các bác tôi cùng xem. Tìm được cái quả đây nha. Đó. Quả nó như này nhé. Đấy. Quả này nó như thế này. Xong nó là có con lông. Có lông có nhám nhám. Đấy. Có lông nhám nhám. Thế mới nó giống như cái quả ké đấy. Đấy. Thì mới gọi nó bằng một cái tên là ké hoa đảo. Đấy. Quả nó như như cái sỏi ké san hô. Như cái dạng sỏi san hô. Đây. Nhé, cái quả nó đang như này. Đấy, nó chẳng khác gì cái sỏi san hô của ta đấy. Đấy, thấy chưa? Các bác nhìn rõ nhé. Đấy. Bởi vậy là ở dân gian hãy áp dụng nhé. Để vào trị được cái bệnh coi như là sỏi thận đấy. Các bác, đấy, sỏi thận, ké đấy. Ké hoa đào trị sỏi thận. Chứ không phải phải trị đơn giản nào. Cái cây này là ở nhà thuốc nam của nhà chúng tôi là đã đưa vào trị bệnh từ xa xưa rồi. Đấy. Nói chung là cái này nó đánh bật sỏi thận rất tốt trong cái loài cái ké này. Đấy, cái ké này nhé. Quả nó như thế này. Đấy. Thì để cái nhìn nhận phân biệt về cái loài hoa và quả thì đây là còn về cái lá nhé. Đây, một cành như thế này các bác nhé. Đấy, cành nguyên này. Nhé. Đấy, cành của nó thì có dạng màu nâu. Cành màu nâu. Đó. Mọi người chúng ta quan sát màu nâu nhá. Đó. Thì cái lá. Đây, đây là cái lá của nó. Tôi giật một cái lá thì cho các bác ta cùng tìm hiểu nhé. Đấy. Đây là cái mặt trên của lá. Đây. Nó như vậy. Và đây cái mặt dưới. Nó có màu trắng bạc. Nhám nhé các bác nhé. Đấy. Sờ vào nó nhám lắm. Đó. Sờ vào rất nhám. Đó. Sờ vào nhám. Mặt trên nó trơn. Mặt dưới có trắng bạc nhám. Đấy. Bộ phận dùng làm thuốc của cây cái hoa đào này. Nó là một cái phi thuốc quý. Thì chúng ta đây nên đào lấy cái rễ nhé. Đây, đây là một cái thân gốc. Kéo cái này cho đây. Tôi lấy ra cho các bác xem. Kéo gọn này. Đấy. Cái thân cây của nó chỉ có như thế này thôi. Thân cây nó rất mềm nhé. Thân cây rất mềm như các bác nhé. Đó. Thì chúng ta nên đào cái rễ nhé. Bộ phận dùng làm thuốc là dùng cái rễ về cái loại cái hoa đào này. Đó. Đào cái rễ về. Yeah, đấy, rửa sạch, băm phơi khô. À. Và để kết hợp với những vị thuốc khác để trị về cái những bệnh như trên mà tôi nói. Đó. Trị về những cái chứng bệnh như trên mà tôi nói. Nhưng tôi phải nhấn mạnh một điều là nó rất mạnh ở trong cái vị thuốc trị về cái bệnh sỏi thận nhé. Đó, tôi phải nhấn mạnh là như thế. Bởi lý do tại sao? Đấy. Nhà thuốc nam của nhà tôi là đã đưa vào sử dụng rồi. Đã đưa vào sử dụng và trị được cũng rất nhiều những cái ca bệnh và những bị sỏi thận là được các bạn ạ. Đấy, về cái ca bệnh trị sỏi thận là đã hiệu quả rồi. Thì tôi cũng xin giới thiệu về lên đây cho tất cả các ông bà, bà con, cô dì chú bác của chúng ta cũng như lâu nay đăng ký kênh ủng hộ kênh Thôn Nam Người Mường. Đó, thì có gì những sai sót chưa đúng chưa đủ. Đó, ở trong video thì cũng mong các ông bà, các cô dì chú bác đặt lại những cái lời góp ý ở dưới kênh nhé, để đóng góp cho kênh Thôn Nam Người Mường ngày một phát triển hơn. Và có những ai muốn hỏi đáp tư vấn gì, chưa hiểu lắm về những cái loại bài thuốc của người Mường nhé. Đấy, thì cứ hãy kết bạn vào Zalo hoặc là gọi qua số điện thoại tôi để lại ở trên kênh. Đấy, cái số điện thoại là tôi cũng dùng vào Zalo luôn đấy. Đấy, nó là như thế. Vâng. Và một lần nữa cũng không quên, xin chân thành cảm ơn tất cả các ông, các bà cũng như là cô dì, chú bác đã ghé thăm kênh Thôn Nam Người Mường và dành thời gian quan tâm theo dõi. Đến đây kênh Thôn Nam Người Mường cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau. Vâng, xin cảm ơn.